chào tất cả các anh em biker. Hôm nay mình làm clip ngắn giới thiệu với anh em biker về chiếc xe Wave Nice 110. Hiện cái dòng xe này đã ngưng sản xuất rất là lâu rồi, nhưng mà mình may mắn được sở hữu chiếc xe hoàn toàn mới trong tình trạng là chưa đổ xăng, chưa lăn bánh. Và sau đây mình sẽ show chi tiết từng nét đẹp của chiếc Wave Nice 110 cho các bạn xem nha. Và hôm nay mình sẽ đính chính lại cho anh em biker biết là cái cây PHUỌC NICE từ trước giờ anh em biker thường xài, phân vân giữa cây PHUỌC NICE hãng và NICE không phải chính hãng, thì hôm nay mình sẽ giải thích chi tiết cho anh em hiểu về cái dòng PHUỌC NICE chính hãng. Đây anh em, cái PHUỌC NICE chính hãng nó còn guarantee trong hãng đem ra, và trên cái tem hãng này nè, cái góc này các bạn để ý nó sẽ có một cái chữ Honda chìm, nghiêng qua nghiêng lại nó sẽ thấy, mà trên cái clip này là nó không có thấy bằng cái lúc mà mình cầm ở ngoài. Tôi cố tình nghiêng cho thấy. Và sau cái clip này là nó sẽ có cái hình chi tiết để cho các bạn thấy được cái PHUỌC NICE XỊN, cái tem chính hãng là như thế nào. Bây giờ mình sẽ bóc cây PHUỌC ra. Cái PHUỌC NICE XỊN chính hãng trên cái phần đầu này nó sẽ rất là đẹp, sắc sảo, là cho có phủ lớp keo bóng. Phần lò xo và cái màu của nó không phải là đậm lè như là những cái dòng PHUỌC NICE kia, nó sẽ màu hơi tái tái. Ok, bây giờ mình sẽ cặp cái cây PHUỌC NICE với một cái cây PHUỌC NICE theo xe để cho các bạn so sánh về cái màu và cái kiểm định cái dấu vạch của hãng. Và ở dưới này nữa nó cũng có, để ý kỹ cho thấy nha. Rồi lúc mà các bạn đến mua là mình sẽ hoàn toàn để cây PHUỌC ở trong bao bì, trong hộp, còn guarantee không có khui ra. Thì khi các bạn mua, các bạn đồng ý mua là các bạn sẽ tự khui ra, tự tay mình bóc vỏ ra ngoài luôn. Và thường là cái PHUỌC NICE là nó không có bột nhôm nha các bạn. Mình mua về là tự mình vô bột nhôm. Và một mình bán một cặp PHUỌC NICE như vậy là 1,7 triệu, không có nhôm. Các bạn nào cần xài nhôm thì về mua thêm một cặp nhôm mà đánh vô. Còn về phần chi tiết á, các bạn muốn biết thêm thì các bạn đến shop, mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn phân biệt chính xác về cái PHUỌC NICE hãng và cái PHUỌC NICE không đúng hãng.